Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Dựng keo tròn đánh lừa đối thủ anh xem nào. Nó dựng xong nha, nó lại phá ra tiếp, nó chạy lấy keo lại dựng tiếp. Nó dựng 3 lần keo tròn một lúc. Hiểu không? Để đánh lừa xem nó ở đâu. Này bắn xong rồi dựng keo này. Các bạn bắn xong 2 viên đạn dựng tiếp. Hơn đấy đi. Cần vốn. Tự nhiên đứa con gái mở tính lên live stream bắn FIFA. Thế là đây. Nhìn này, nó thả cho 49 cái. Bọn nó xem nó thả tim thả like vào. Nó thành kiểu hơi nổi. Lòng lướt từ nãy giờ 3 lần hiện con này rồi nhưng mà không xem, thế là lần này mới xem này. Tại nó là con gái nữa mẹ. Mình like cất giá thôi là xem được mà. Kể cả bắn 2. Ôi đi con mẹ tất đầu. Tất đầu. Tất đầu ạ. Không đỡ nổi. Bọn kia bắn gì. Bỏ lửa con gái bắn đéo thì tất đỏ. Cái lọ đầu là chết, lọ đỏ là chết. Không có trang dụng nào. Ôi giời ơi bắn. Chết. Ai lửa lửa bắn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mẹ anh nhảy xuống tất đào.
không sử dụng lửa trại. Amphitory ạ. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tại đây là sao? Đây là thôi đây nó đỡ nặng hết trơn. Ôi phải rồi. Chơi vui rồi mẹ bắn. Ôi giời bắn. Tất đào rồi nè. Con mẹ nhìn này. Gạt cũng tất đào. Con cái gì bà phím cơ sao hay giả cơ bấm kẹt 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 Mm-hmm.